Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Mi Thanh Easy đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Top Game 20 ngày. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em giới thiệu anh em một cái tựa game mang tên là Chicken Boy. Và mình sẽ vào và chơi xem như thế nào nha. Chúng ta sẽ vào để tìm hiểu cách chơi của gameplay này. Chúng ta sẽ có các cái màn khác nhau để có thể vượt qua ở đây. Tổng cộng là sẽ là tổng khoảng 90 màn cơ. Càng ngày sẽ càng khó lên đúng không? Mình sẽ chơi thử màn 1 xem. Và nó sẽ có 3 sao nếu chúng ta đạt được cái mức độ hoàn hảo. Đó, Chicken Boy. Ok, gà ăn thịt đấy anh em ơi. Kinh vậy. Gà độc ác à? Hay cái gì vậy? Giống dị nhỉ? Dạng cái này như kiểu là một game bắn góc tọa độ đúng không? Một bé này, ok. Một phát này, chuẩn rồi đấy. Nào, level vào đây. Xùi ôi, bắn lực càng mạnh càng tốt mà. Chính xác như vậy. hay. Cửa đầu tiên ta sẽ vượt qua rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ném táo và sẽ unlock được cái grapper. Là một cái loại mới à? Đúng không? Grapper sẽ có giá là 5.000 nếu mình mua. Mình mua số lượng táo xịn này, apple này. Thôi mình chơi thôi. Hiện tại mình có bao nhiêu quả táo? Chúng ta tất cả là 3 quả grapper gì đấy. Để cho đông đông tí nhỉ. Đạn lan à? Cho đạn lan đi em ạ. Cái đạn lan đấy. Đạn lan này, ok. Hình như bắn góc cao thì nó sẽ khỏe hơn. Bắn thấp thì không tốt cho lắm. Theo mình như thế, bắn thấp thì không tốt cho lắm. Cái grapper này, nhờ. Cho được thử thêm 1.500 nữa. Super Shot Pinata. Là cái gì đây? Một phát này, đúng rồi. Chúng ta sẽ bắn đủ 3 phát. Chính xác là chúng ta sẽ mở được cái này ra. Một phát nữa này. Rồi, ok. Chúng ta được thưởng thêm khoảng 5.000 gold. Tốt, biết có thể mua thêm cái cây kia không? Chúng ta sẽ headshot. Chúng ta biết đánh kiểu gì đây? Mua thêm 3.000 coin free. Xem quảng cáo 15 giây sẽ được 3.000 coin free. Mình sẽ mua cái gì bây giờ? Mình sẽ mua quả táo hay quả này ta? Chắc mua quả táo đi. Kiểu nâng cấp à? Nâng cấp táo nó khỏe hơn đúng không? Cái kiểu nâng cấp ấy, dạng như vậy. Chúng ta có thể là free chơi thôi, cứ chơi đã xong tí sau. Chúng ta sẽ có hai quả này. Nó sẽ random ngẫu nhiên. Chết luôn được, ngon. Rồi đấy. Một phát này, cái này ném ở phía trên tốt hơn. Đó, chuẩn xác rồi đấy. Cái này thì để ném phía trên thì nó cũng sẽ khỏe, ném phía trên, phía dưới đều được. Cái kia ném trên trời thì hợp lý hơn anh em ạ. Hợp lý hơn, ui, xuyên táo kìa. Đúng là xuyên táo khác. Vào đây nào. Lực cực mạnh luôn, lực cực mạnh là chết thôi. Một hit này anh em, không chết. Không chết này. Chúng ta sẽ có lực cực mạnh. Không thể vào được. Nó sẽ lấy cái nó sẽ bắt cái con gà của mình đi anh em ạ. Nếu mà mình không kịp thời giữ nó lại, không thể đánh bại nó sẽ lấy bắt nó con gà của mình đi. Và chúng ta vẫn được sẽ được 3 sao thôi. Hài vậy ta. Chúng ta sẽ unlock được cái coconut là quả dừa. Đây mình sẽ thử xem cái quả dừa coconut đây, cho thêm cái loại cây mới, loại quả mới. Rồi, tiếp tục chơi sẽ nâng cấp dần dần lên, nâng cấp mỗi loại có quả dừa thì nó khỏe như nào đây. Ok, hình như là nó sẽ mình hiểu rồi. Quả dừa hình như có thể là nảy lại phải. Chết rồi anh em ơi. Chết rồi, nó bị bắt con gà rồi anh em ơi. Đùa thật, thật sự bắt mất con gà rồi, chỉ cần bắt mất con gà thôi là mình sẽ thua nha. Chúng ta sẽ chơi lại này, play. Chỉ cần bắt mất con gà thôi là mình sẽ thua. Lực cực mạnh đây. Chạy đi đâu, đúng rồi. Mình cứ bắn lực cực mạnh. Phải chuẩn lực thì mới được. Xong, nó sẽ không vào được đâu.
siêu mạnh này xuyên táo. Quả táo mình nâng lên thêm một cấp rồi nên nó khỏe lắm. Quả táo này, mấy cái này cũng phải nâng lên. Ôi xịt kìa. Căn lực ạ, chúng ta căn lực và bắn theo đúng cái tiểu tọa độ ấy. Một phát, ôi xịt kìa. Xịt rồi, bé này vào đây. Phun lực còn không được ta. Cái đạn rười có khả năng nảy nha. Hay hay ở chỗ đấy. Còn cái đạn là táo có khả năng là xuyên. Còn kia bắn đạn lan, kiểu dạng như vậy. Có mấy con gì lạ lạ đây. Chết rồi. Chạy đi đâu, không thể chạy được. May quá và mình vẫn có thể bảo vệ được con gà mình. Và chúng ta sẽ vẫn được 3 sao ở đây. 1600, mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Sẽ nâng cấp cái Coconut lên này trước này. À, một lần xem sẽ được một lần cứu cái con này. Dừa ra xịn hơn rồi, dừa chỉ có dừa với táo mà này thôi. Bọn nó sẽ trâu hơn đấy. Ô xịt rồi. Thế mới điên chứ nhở. Ô sao mình đánh? Cái này cần phải bắn tọa độ. Chết rồi, xịt rồi. Xịt rồi, mình không làm gì được. Không phải cứu đâu, chúng ta sẽ chơi lại thôi. Mình cũng chưa đánh được mấy mà. 66 vàng. Ờ khả năng extra. Ủa ôi, giá rẻ này anh em ơi. À không, cái này phải mua ấy. Cái này phải mua coin chứ, không phải lấy đâu. Cái này phải mua một tiền đấy. Nó sẽ cho random các cái loại. Một hit không ăn thua. Không ăn thua luôn. Ơ tốt, chúng ta bắn phát xuyên táo. Hai con luôn. Xuyên tâm. Hoàn hảo. Cái con bé chỉ cần cái loại đấy thôi. Đúng không? Căn luật sai rồi. Mình căn cái góc cái vị trí cũng hơi xa quá. Được rồi. Đây này. Ô xịt kìa. Còn ban căn hướng nó bay cơ. Mấy con bay là khó chịu nhất đấy. Xuyên táo. Tuyệt hảo. Đúng rồi. Nếu mà hoàn hảo lực như thế này thì không bao giờ sợ cái gì cả. Vấn đề bao giờ được hoàn hảo đâu. Mấy cái con này nó còn yếu đấy. Tốt. Chúng ta sẽ bay bắn con bay trước. Đúng rồi. Đúng rồi. Tuyệt vời, chúng ta đã vượt qua thêm được một cửa nữa. Và chúng ta sẽ kiếm thêm được một chút gold, 1000. Mình sẽ unlock được một cái quả gì nhỉ? Chúng ta sẽ có thêm một cái quả mới ở đây. Giá 5000 để nâng cấp nó lên. Đấy, cái Dragons. Quả Dragons. Đây, cho cái quả này đầu tiên này để xem mà nó như thế nào. Ok. Nổ luôn à? Ghê phết nhỉ. Hay dạ, hay dạ, chết rồi chết. Đứng lại. Chết rồi, chết. Chết rồi rồi. Chết tới rồi. May quá, nó về lại rồi anh em. Chạy đi đâu, cái quả nổ ấy. Hay phết. Chạy đi đâu, nổ. Một phát này. Ôi, nó sẽ bay xuống dưới. Chết. Chết rồi. Chết tới rồi. Đông quá, không thể nào mà có thể bảo vệ con gà anh em ạ. Ngáo thật. Chúng ai chơi cửa này. Mới có tầm khoảng 3000 thôi. Máu thì như thế nào đây? Nó có giảm máu không? Xịt vẫy trưởng nhỉ. Ơ thế nào vậy? Tôi toàn xịt vậy. Cái con bay khó căn lắm nhá. Khó căn vãi trưởng là, nhưng không sao. Bắn cứ từ từ bình tĩnh rồi. Hít thở sâu là nó sẽ hạ được. Ôi xuyên táo. Không được rồi. Phải căn đúng luật, đúng lực. Căn đúng lực. Cái con đấy là khó chịu nhất đấy. Nó nảy à? Chạy đi đâu? Ok.
Phun lực này. Phun lực vẫn chưa phun lực được. Bây giờ phun lực à, không được không được. Một phát nữa thôi. Bắn con trên trên trời trước đi. Ui. Mày thế, vẫn dính này. Xong rồi, mãi vượt qua được cái map này ta. Khó nhỉ. 24/24 và chúng ta vẫn sẽ được 5.000 đây. Mình sẽ nâng cấp cho cây grapper trước. Nâng cấp từng cây một, cái loại cỏ sẽ được nâng cấp lên. Đúng rồi, có hai quả dừa với một quả này. Ui, con gì đây? Trời ơi, nó lao như mũi tên vậy. Tự dưng lao ở trên trời xuống nhá. Quỳ luôn. Chết rồi. Chết tôi rồi. Nhiều vấn đề. Oh. Vào đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đồng thế. Đứng lại. Đứng lại này. Vào đây này. Bắt đầu nó đông hơn rất là nhiều. Nhưng mà may mình đã nâng cấp cái loại quả thứ hai lên rồi. Oh, chết rồi. Chạy xa quá rồi anh em. Chạy xa quá rồi anh em. Cái con này mới khó chịu này. Vào đây này. Tao căn lực mãi đấy. Tắc kè. Tắc kè bông này. Một phát. Đông thế nhờ. Chết chết rồi. Chết rồi. Đừng. Xuyên tâm. Hoàn hảo. Lực hoàn hảo. Đây là tên cuối cùng rồi anh em ạ. Đây là tên cuối cùng rồi. Hay lắm. Vẫn bảo vệ được con gà con. Khó thế nhờ. 1964. Và chúng ta sẽ unlock được ra cái quả chuối ở đây. Khá tốt nhờ. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi nào. Quả chuối có tác dụng gì không? Đây. Quả chuối đây. 50.000 để ra cái con trick sẽ có nâng cấp cái này dạng như nâng cấp ấy. Nâng cấp cho nâng cấp được cả cái gậy bóng chày này. Chicken boy cho sẽ nâng cấp thành cái thằng gầy hơn dạng như vậy. Free cho được thêm khoảng 3.000 coin này. Xem quảng cáo đi, xem một chút nha anh em. Chúng ta có thể xem được thêm những cái tựa game mới luôn ở đây. 3.000 coin thì mình sẽ nâng cấp được cái quả chuối mình lên cấp, hoặc là cây dragon. Chắc mình sẽ nâng quả chuối đi. Quả chuối thì nó đang là quả mới nhất. Khá là hay, cái tựa game này khá là hay. Chicken Boy nha anh em. Có thể tải về ở trên Android, trên cái Google Play. Hoàn toàn miễn phí. Hầu hết những cái game mình đưa ra đều là game miễn phí cả. 2 giây và 1 giây. Rồi, chúng ta sẽ ấn X nó đâu nhỉ? Đây rồi. 3.000 coin chứ, chắc chắn rồi. Mình sẽ nâng cấp cho cây chuối đi, quả chuối đi. Mình nâng cấp giải rác quá nhỉ. Wow, chúng sẽ có 3 quả chuối đỏ này, ngon. Tốt, quả chuối nó sẽ tốt thế nhỉ. Ôi chết chết chết. Chết rồi. Rồi. Không được rồi, không được rồi. Không được rồi anh em. Chết luôn ở ngay cửa đầu á. Bó tay nhỉ. Nó chỉ cho mình mỗi một con gà thôi. Mà nó gà đằng trước sau đặt đằng sau mình ta. Cho anh chơi lại cái map này đi. Có vẻ như khó. Map này nó không cho mình quả dừa rồi. À quả chuối rồi. Không cho quả mới luôn rồi. Có mấy con con nổ nổ thì cũng bình thường thôi. Tốt. Chạy lại này. Những cái con nó bay lại thì nó mình sẽ không cần phải bắn nó nữa. Nổ. Yes. Hay. Tuyệt vời. Hay tuyệt vời. Mày chết đi này. Một phát nữa. Mấy con bay là nguy hiểm nhất nhá. Xuyên tâm. Không được rồi. Nó dính luôn cả hai. Mày thế. Đạn đánh lan à. Đạn nổ lan à. Mày vãi trưởng. Chết rồi. Nổ. Chết mày này. Dừng lại. Không thể nào mà. Không thể nào mà đi đâu được. Dừng lại anh em. Dừng lại. Đúng rồi.
Hay lắm. Nổ lan. Đừng. Tốt thế nhở. Chết rồi. Chết rồi anh em ơi. Nó chạy mất rồi. Mình có một lần cứu đúng không? Quay lại đây. Ôi may thế, mình có một lần cứu này. Bao nhiêu vàng đây? Tổng cộng trận này được bao nhiêu vàng đây? Chắc mình sẽ được tầm khoảng 2 sao rồi, vì mình phải sử dụng đến một cái lần cứu. Ok thì mình sẽ kết tập đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp của chuyên mục là Top Game 2 mỗi ngày. Bye bye.